không khuyến khích cái chuyện là chơi bùa. Và chẳng may trúng bùa chú thì phải làm gì? Tu thôi quý vị, cứ tu thôi. Quý vị thực hành chánh niệm. Như sư nói, mình gần gũi nhiều với cái người nào mình sẽ đi về với người đó. Chúng ta thực hành chánh niệm, sống với từ tâm. Cái năng lực của tâm từ đó có tác dụng bảo hộ. Thành ra đó, đối với người có tâm từ đó thì không có một chúng sanh nào hại họ hết. Năng lực của từ tâm giống như một chiếc áo giáp. Nó sẽ bảo vệ họ khỏi tất cả các cái bất thiện, các cái điều là nguy hại, nó sẽ bảo vệ họ. Thành ra đó, nên 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 sống trong từ tâm. Còn mà chẳng may bị trúng mà làm sao để hóa giải thì xin thưa là nói gì thì nói, sẽ không phải thầy bùa. Một số kinh nghiệm ở trong kinh tạng đó thì đó là phải nhờ vào cái năng lực của tâm từ để mà hóa giải. Nhưng mà như vậy không nên là cái gì mình cũng đổ thừa cho những cái thứ mà nó vô hình vô bóng, để mà người ta có thể nhìn vào mình mà người ta nói mình là cái thứ gọi là mê tín dị đoan thì cũng không nên. Có nhiều trường hợp á, có nhiều trường hợp như thế này, thấy người chết, có người thấy người đã khuất á, hình họ đi tới, họ ngồi họ nói chuyện với mình, hoặc là thấy những cái chúng sanh khác mà nó ghê rợn, thấy cái này thấy cái kia đó, thấy thường như vậy, thấy không thấy lâu lâu mới thấy, nhưng mà thấy cũng thấy thường. Trong trường hợp đó, sư khuyên nên đi chụp MRI để tầm soát bị tai biến mạch máu não. Có một số cái ảo giác là do bệnh lý thưa quý vị. Xin thưa với quý vị, sư là cái người mà tiếp xúc từ hồi nhỏ mà lớn lên trong môi trường thầy bà cho đến khi mà sư xuất gia, thì trong kinh tạng cũng có nhắc tới những lời phi nhân và sư cũng có tin chứ. Có nghĩa là trong cái gọi là tất cả các cái nhìn với tất cả các cái gọi là các cái nhiều mặt, nhìn một vấn đề bằng nhiều mặt tâm linh lẫn khoa học, chứ không phải là mình chỉ nhìn thuần túy một mặt thôi. Mà sư nói nhiều người họ không tin. Nhiều khi chúng ta thấy ảo giác á, mà chúng ta thấy cái người nó kỳ kỳ á, làm ơn đi khám sức khỏe tổng quát. Nếu mà thấy ảo giác, nghe tiếng nói hoặc nhìn thấy người chết, nhìn thấy những cái người mà vong linh đại loại như vậy, nên đi chụp MRI. Có đôi khi cái não mình ấy, nó bị tai biến mà quý vị không biết. Có nha quý vị, có nha, bị tai biến. Mà mình cứ nghĩ là mình bị thầy bị bùa chú nào đó hoặc bị vong nó theo, mà chúng ta cứ chạy theo thầy theo bà mà không chịu đi khám bác sĩ. Xin thưa chụp MRI coi, như có 2,5 triệu, bữa hổm sư mới đi rồi mất 2,5 triệu à, tốn một đống tiền cho thầy bà. Trong khi đó mình, đầu mình nó, cái mạch máu ở trong đầu mình nó bị đứt, nó bị thắt rút, nó bị vỡ trong đó mình không biết. Rồi mình lo mình cúng thầy bà tới hồi mình chết á, không có ai cứu mình đâu nha. Phải đi khám trước, chụp MRI trước đi. Thành ra có những vị mà hỏi sư á, là sư ơi con thấy cái này, con thấy cái kia, sư trả lời chung đi chụp MRI chưa, đem cái bản kết quả chụp MRI lại đây đi rồi sư nói tiếp.